Rồi như vậy chúng ta sẽ có được Leona trong vai trò hỗ trợ. Poppy sẽ được đẩy vào rừng. Poppy được đẩy vào rừng như thế này thì cần phải có được cho bên đó là những cái pha đột biến đến từ bên phía của Diplodocus. Chúng ta sẽ có liệu rằng có tình huống găng ở thịnh cấp độ 3 hay không. Bởi vì Poppy mà farm 6-7 cảm giác như nó không ngon. Cái độ hiệu quả so với lại Sejuani 6-7 và cố gắng lên cấp độ 6 rõ ràng Poppy sẽ không bằng. Nhưng mà bạn biết Poppy, bạn cần phải có được cho mình đó những cái lợi thế nhất định. Thứ nhất là một đai trụ ở cấp độ 3. Thứ hai hoặc là tấn công vào rừng của đối phương. Đang thấy đi cây có những SCC rất là khó chịu nha. Chưa kể Leona rất là nhiều choáng. Ta có hai cái ủi vai dính tưởng, một cái xung phong, một cái động đất Istan để có thể cô lập, cố định mục tiêu, giúp cho con Talia của Showmaker có được những cái pha quang địa chấn nó không thể hụt được. Với Rumble khu vực trên, Kalista và Nico khu vực dưới thì đây sẽ là một cái lợi thế rất là lớn dành cho bên phía của Bioshock để có thể kiểm soát những cái mục tiêu như là những con cua ở trong cái đợt đầu của anh ta chẳng hạn. Đường giữa thì sẽ hơi chật vật một chút xíu để coi BD vận hành như thế nào với mẫu chức ứng như là Yone. Rồi chúng ta cũng đến ngay với ván thi đấu đầu tiên trong trận BO3 giữa Diplodocus và KT Roster trong khuôn khổ FCK mùa hè năm 2024 trên kênh sóng của FCK tiếng Việt. Với bản quyền phát sóng thuộc về Boxsport, và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác trên các nền tảng khác nhau. Mà đang có một cái tình huống mà Def ngay lập tức đối phương cắm mắt là phải rút lui về. Bốn người đến từ bên phía của DK đang tràn xuống cánh dưới để có được cái ưu thế chiếm bụi trước dành cho bộ đôi Koki và Leona. Khả năng đầy đường đến từ Koki và Leona chắc chắn sẽ không bằng so với là bên phía của KT. Tưởng vừa rồi họ sẽ cố gắng để có thể lấy được cái phép bổ trợ tốc biến đến từ bên phía của Def, nhưng mà Def quá kinh nghiệm và nhanh nhạy, vẫn tiếp tục xem tình huống di chuyển tập thể bốn thành viên đến từ bên phía của Diplodocus. Họ đang đi trên tầm nhìn, một máy quét đã được sử dụng. Ui rất tốt, và Amin hỗ trợ cho Sebaker có được chăm đỡ con mắt vừa rồi. Và ván trước với lại hàng Rise Sport anh ta đã thể hiện rất là tốt rồi. Ván này tiếp tục sẽ là áp lực đến từ con Skarner, con bọ cạp của Kingen. Và vừa rồi là tình huống mà anh ta thể hiện sức mạnh của mình. Và tình huống cánh dưới này thì sao đây? Battle bị dồn sát thương vào, và đó là chiến công đầu dành cho Kellyn. Bộ đôi đứng dưới của DK có một pha đùa kill với pha face check của Battle. Ở đó thì Bero cũng đã cố gắng để có thể chích bụi bằng một pha pháo hạt vào cái bụi ở giữa. Những hai thành viên của phía Diplodocus rất khéo léo, họ phản công ngược trở lại. Và đây xem tình huống băng trụ thiên định kiếm trượt lao vào tấn công, chỉ rút lui đến từ bên phía của Diplodocus mà thôi, khi mà người tăng trụ trước lại là Amin. Pha vừa rồi thì cái thiên định kiếm Kelly nó không trúng, và người tăng trụ là Amin. Sẽ lại tiếp tục là những cái tình huống xâm lăng đến từ người đi rừng của DK, mà lối chơi rất khó chịu với con Poppy này. Những cái vấn đề đó chính là những cái lợi thế đến từ Poppy nên và thường sẽ được chuyển hóa bằng những lợi thế ở khu vực đường. Thì đây là cách vận hành tiếp theo đến từ bên phía Lucid, đẩy vai làm choáng tốt, quan địa chân tốt trong sát cường tốt. Và đây là điểm hòa cuộc thứ hai nghiêng về cho bên phía của Diplodocus, có đặc mệnh của phía BD giật ngược trở lại. Nhưng sức tấn công đến từ bên phía của KT là tạm thời đã hết. Sẵn trói lần này đã trúng dành cho Bero nhưng không đu bám được. Không có bất cứ thêm sát thương nào cả khi Bref cũng đang ở vị trí không thể gây đam được, và Bero đặt mặt đất dậy sóng đến từ Showmaker và ép tốc biến của người chơi hỗ trợ bên phía KT Roster. DK đang đánh 8 phút ban đầu một cách quá tốt nhờ vào nguồn sáng của Lucid. Tiếp tục là Lucid tấn công thành công Piosic, và cái lượng hiệu ứng trọng vào như chúng ta nói ở cấm vào chọn, khi mà ủi vai dính tường Leona thiên đình kiếm rất trỏ làm choáng, kết hợp với một cú quạc điện chấn, quá nhiều hiệu ứng và Piosic gần như là chết đứng luôn. Phối hợp với nhau cực kỳ là tốt đến từ bộ ba Lucid, Showmaker và Kellyn ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Cánh trên kinh gần vừa rồi, đơn giản là anh ta sử dụng một pha động đất Istan và sau đó là giam cầm để lấy đi cái tốc biến của con Rambo trong tay Casting. Đây là một kèo đấu mà chênh lệch 10 lính không cảm nhận là không quá áp lực quá nhiều, và tiếp tục sẽ là cánh dưới bị hỏi thăm khi mà Barrow không có tốc biến nữa. Def cũng tương tự là như vậy, tốc biến thiên đình kiếm làm choáng. Def có thanh tẩy nhưng mà thanh tẩy cỡ nào được đây, mạng dành cho Amin với xác thứ ba cho DK. Robin quá khó chịu, như Hoàng cũng đã chia sẻ, kể cả Biro lẫn Gadep đều không sở hữu cho mình đâu phép bộ trợ tốc biến, làm sao mà có thể chạy được ở trong tình huống áp sát vừa rồi của phía Kellyn. Mất một chút xíu những cái chỉ số lính nghiêng về cho phía của BD. Tiếp tục là cái combo bắt giam cầm về, có người đứng hỗ trợ phía sau đẩy về công trụ nữa. Và lần này tiếp tục là không có tốc biến đến từ Casting. Tôi bảo mà, hai cái ủi, một cái động đất X-Star và một cái xung phong vừa rồi, cái khoảng cách đứng của Casting nó là ở cái bụi cỏ, nhưng anh ta vẫn bị đẩy về thềm chủ. Bô la băng vừa rồi không có địa chỉ đến từ Piosic. Một tình huống xung kích đột kích băng giá thì bị né bởi tình huống tốc biến kinh gần, nhưng đoạt mệnh chính xác rồi. Lucid một chấm máu đã nằm với shutdown cho Piosic. DK đang chậm lại một chút, và cái việc chậm lại của DK khiến cho KT Roster có khoảng thở. Họ swap lane, họ đẩy Def lên trên để có thể giảm đi cái sức ép ở cánh dưới, nơi mà Showmaker cứ có cơ hội là anh ta sẽ đảo xuống. Rồi thì họ ăn 6 sâu
Lợi thế với 6 sâu hư không của một đội hình có Yone đẩy cánh thì đây vẫn là một cái bước tiến dành cho bên phía KT Roster sau một cái giai đoạn early game mà họ đang hơi bị ngợp trước các thành viên của D+KEA. Có trụ một luôn được đấy, dành cho vị trí của Def, đổi lại với con dòng quyền tố thứ hai dành cho D+KEA. Nhưng quan trọng là dòng gì, quan trọng là dòng gì mà thôi. Nếu như nó là một con dòng gió hay hóa kỹ thì tôi tin rằng KT sẽ rất hài lòng. Dù sao thì macro cũng tương đối là tốt dành cho phía của KT Roster khi mà họ nhường được cái lượng tiền được từ trụ đầu dành cho xạ thủ của mình. Rồi chúng ta sẽ có linh hồn rồng Đức, là một linh hồn rồng rất ngon ở trong cái bản thi đấu này, chủ động đổi tốc biến, quyết định tấn công tiếp đến từ bên phía của Kaelin. Yaro vừa rồi mất tốc biến, mất hồi máu, mất cả cái tình huống phân ảnh để có thể rút lui về, nhưng mà tạm thời thì anh ta vẫn đảm bảo được tính mạng của mình. Khi mà Dev vẫn đang đẩy nốt một thợ lính ở cánh trên và anh ta sẽ không có cái định mệnh với gọi để có thể cứu. Tranh thủ khoảng thời gian trống thì Dev sẽ tiếp tục có thêm cho mình một con sứ giả khe nứt sau 6 sâu hư không. Combo sứ giả 6 sâu hư không, chắc chắn đây sẽ là một con sứ giả thả khu vực đứng giữa để có thể cố gắng lấy càng nhiều máu trụ càng tốt. Mục tiêu KT Roster sẽ phải là ăn trụ một. Đội hình này của họ yêu cầu họ sẽ cần phải ăn trụ một, sau đó là đẩy con Yone ra đường cánh để tạo ra những cái áp lực liên tục với những tình huống bắt lẻ. Trước đó thì bên phía của LCK cũng đã thể hiện những cái thông số Yone của BD. Thật ra anh ta đánh đúng là cũng không nhiều lắm, nhưng mà cái tỷ lệ thắng đâu đó khoảng chừng 80% dành cho vị tướng Yone cũng tương đối là tốt. Ở trong cái nhịp độ trong cái ván thi đấu này thì anh ta đang trở thành một trong những cái ngòi nổ đẩy cánh mạnh mà bên phía của KT Roster họ đang sở hữu. Những mẫu chức tướng như là Skarner hoặc là Talia không thể nào đỏ cánh Barrow một lại được. Rồi Barrow không tốc biến, đi đâu đây Barrow? Phân ảnh hay không? Không kịp luôn rồi, không thể nào rút lui được. Một tình huống kiểm soát mắt ở trên tầm nhìn và đã bị quay dành cho hỗ trợ của phía KT. Mạng dành cho Aiming nha. Một tình huống di chuyển hơi lạc một chút đến từ Barrow. Và tiếp tục là anh ta không có Kalista hộ thân với một cái định mệnh vẫy gọi. Và lần nằm xuống thứ hai dành cho người chơi hỗ trợ KT Roster có Bola băng cánh trên để lấy đi cái tốc biến của Showmaker. Rất nhiều phép bổ trợ, DK đang không tiếc phép bổ trợ để ôi họ đẹp, có thể có tình huống phòng ngự. Nhưng đẹp để anh ta dính một tình huống ủi dính tường và sau đó là tiếp tục tấm thảm bất ổn đẩy ra. Nhưng sát thương là chưa đủ đến từ bộ tư bên phía D+KEA, đoạt mạnh lại không trúng ai cả đến từ BD. Q3 vừa rồi cũng không trúng ai cả đến từ BD, nhưng sát thương liệu có đủ hay không đây? Showmaker vẫn nằm xuống với mạng dành cho vị trí của PO6. Góc này thì đang sấy khá đau của Casting. Bên này có đóng băng keo linh bị kẹt lại và anh ta cũng lên bảng theo người đồng đội của mình với điểm hạ gục dành cho Kalista của Dev. Thành công chất lượng dành cho phía của KT Roster đó chứ, khi mà một tình huống mà họ có được cho mình đó những cái điểm hạ gục và cơ hội để có thể mang về trụ khu vực giữa cũng sẽ là có mà thôi. PO6 đứng hàng tuyến đầu bởi vì anh ta có dám over móc ra rất tự tin. Chỉ có một cái điểm gọi là trừ nho nhỏ thôi, là hai điểm hạ gục thì PO6 ăn ở trong cái pha thi đấu đó gọi là trừ nhỏ, nhưng chính bản thân của anh ta cũng sẽ có thêm cái lượng kinh tế, gia tăng thêm khả năng chống chịu. Và ở thời điểm hiện tại các bạn có thể thấy PO6 đang rất tự tin đứng ở hàng tuyến đầu, ép lui được đối phương, cướp bùa xanh. Rồi đây sẽ là cái mục tiêu cực kỳ quan trọng, con rồng nguyên tố thứ ba cũng đã được xuất hiện. Cũng là DK 15 phút đầu họ đánh 10 phút đầu siêu hay đến đúng phút thứ 15 thì họ chết rồi. Kaelin đi đâu thế này? Kaelin đi lạc, mất tốc biến, hết máu và thôi, thế là phải bỏ. Chắc chắn rồi, phải bỏ DK vừa rồi, dùng thêm cả bất đắc dễ sóng của Showmaker nữa, mất chiều, mất máu. Kaelin ở lại và đang vẫn muốn đánh nhau đến từ bên phía D+KEA. Khi họ nhận thấy rằng là bên phía của KT Roster cũng chưa hồ lại cho mình bộ la băng, nhưng có được tất cả gần như là cả 4 chiêu cuối đến từ KT Roster. Ở trong cái tình huống này Kaelin thì không còn máu nữa. Anh ta đang bị tìm bởi vị trí Barrow, tốc biến ra cách cự ly rất xa đến từ Barrow, xoắn chói thành công. Kaelin lại mất máu. BDD cùng với PO6 đang cùng nhau ăn dòng, nhưng bên này thì có chiêu cuối tốt đến từ Lucid vào trừng phạt. Và đó là Lucid thành công với pha giữ dòng, dòng 3 cho DK. Và tôi nghĩ rằng DK đã hài lòng rồi, nhưng không cầm hai người. Sát thương trộn vào đến từ vị trí của Aiming là khá nhiều. PO6 thấp máu, bên này thì BDD phải sử dụng cho mình nhập hồn ngược trở lại, nhưng chưa ai nằm xuống cả. Giao tranh qua LCK đến từ DK và KT Roster. Và chúng ta có dòng 3 cho D+KEA bằng một tình huống xử lý quá xuất sắc đến từ bên phía của Lucid. Đánh sứ giả phán quyết, đập rừng của phía đối phương ra khỏi khu vực hang rồng, trừng phạt lạnh lùng con rồng nguyên tố thứ ba của ván thi đấu này. Và tiếp tục là Kingen có một pha lái động đất instant và cân đôi dưới bot, chưa vào lên bảng đếm số, đang bị sấy bởi Casting đã nằm xuống một đổi một ở cánh dưới. Nhưng tê lê xuống đến từ vị trí Showmaker chặn tường ra, Casting không có tốc biến giải mưa tên lửa ra, nhưng sát thương của Casting sẽ là không đủ trong tình huống này. Dính quang điện chấn và nằm xuống với mạng dành cho mình với tên lửa định hướng, mạng thứ bảy cho DK. Tiếp tục ra tình huống tấn công khi mà vị trí của PO6 bị kẹt lại, anh ta không có tốc biến nữa và PO6 đi theo đồng đội rồi. Bola băng không tung ra đến từ PO6, double kill cho Aiming. Và Baron không? Liệu có một pha Baron đến từ DK không?
Tạm thời thì họ đã có được rất là nhiều những cái lợi thế với hai điểm hòa cùng double kill vừa rồi thuộc về trong Cocky qua mình. Xạ thủ sắc lực với một súng hai tặc kết hợp cùng với lại gươm thất thời. Rất nhiều sát thương ở thời điểm hiện tại dành cho xạ thủ đến từ bên phía của Team Latka. Một tình huống mà King Gen không hổ là bôi quanh chạm Scatter cùng đường dưới. Anh ta dọn xong cái đợt lính đó, đẩy về, giam cầm và sau đó đổi mạng cùng với lại BDD. Tình huống xử lý 10 điểm đến từ anh Thả. Nhưng mà pha này thì cũng đã rất là cố gắng rồi, casting gỡ mạng thành công nhưng không có tốc biến, bị kẹt lại và cái mưa tên lửa thì nó không giải quyết vấn đề gì cả. Nhưng mà Showmaker có quang địa chấn và mạng lại có cho anh mình. Music cố ý định xuống cứu nhưng mà bản thân của anh ta cũng không có tốc biến nữa và anh ta dính một pha xung phong bị làm choáng và nằm lại. Tiếp tục là cú double kill dành cho anh mình với điểm hạ gục thứ tư cho xạ thủ của Diplurskia. Nero cần phải pha, có một pha mở tốt với lại nổ hoa, sau đó anh ta bị được kéo về với định mệnh vây gọi. Sẽ là an toàn đến từ vị trí của Barrow kể cả anh ta có đứng cao. Hay là mưa tên lửa đến từ casting nữa nhưng Pilsic bỏ trước luôn rồi. Mục tiêu được chọn là Lucid. Đẩy về tốt đến từ Lucid. Casting đang ở cự ly, nổ hoa tốc biến đến từ vị trí của Barrow nhưng nó chỉ trúng một người thôi, kéo định mệnh vẫy gọi về. Hai bên đang lườm nhau, chưa ai nằm xuống cả. Barrow thấp máu. Bên này thì Kelvin cũng ôm đầu máu bỏ chạy nhưng chưa ai nằm cả. Tiếp tục là giao tranh LCK đến từ Diplurskia và KT Roster. Nhưng mục tiêu thì là con rồng nguyên tố, bên phía của DK vẫn đang chiếm được tiền cơ. Họ vẫn đang có được một con Poppy có cho mình chuẩn bị hồi lại cho mình trừng phạt. Xuất hồn Q3 nhưng không thành công, bị làm choáng với tấm thảm bất ổn của Showmaker. Vẫn đang giữ đàm dòng đến từ bên phía của Diplurskia. Pilsic thì không có bộ la băng nữa, anh ta dính quang địa chấn và anh ta bị ủi về với một tình huống áp chế. Và lại là one jam Gardner đến từ vị trí của King gần lên tiếng mạng thứ 9 cho DK. Họ có được linh hồn dòng nước là chắc chắn rồi. Quan trọng là có thêm mãi không đấy. Thiên đình kiếm chuyển xác đến từ vị trí của Kelvin. Đẹp đang nhảy, đoạn mệnh không thành công. Q3 hất tung nhưng vẫn nằm xuống mạng cho mình. Lại là lái xe đến từ King gần phá áp chế đến từ vị trí của King gần không thành công nhưng lấy tốc biến và đó là double kill dành cho mình. Mạng thứ 11 cho DK sau khi họ có được con lồng dòng nước thứ tư và đó là linh hồn dòng nước dành cho Diplurskia. King Gun đánh con Scanner này ghê quá. Cái hitbox để mà anh ta có thể bế đối phương về với một cái động vật star là quá ghê. Canh chỉnh là cực kỳ hợp lý và cực kỳ khó chịu. Kết hợp cùng với đó là những cái kỹ năng định hướng vẫn đang rất chuẩn xác đến từ Showmaker. Khởi đầu bằng một tình huống quan địa chấn để có thể hất tung được Biosix về. Và ngay lập tức có hai tình huống đẩy về. Đẩy với bộ lại Baron, cái nhịp đẩy của họ vẫn đang tiếp tục với khu vực đứng giữa. Sau khi nhảy lấy được nhà lính ở khu vực đứng dưới rồi, năm người lại stick lại và tiếp tục sẽ là một pha tôi biến ma thuật qua tường đến từ Kelly nhưng thiên đình kiếm tiếp tục là không thành công. Trâu không quá. Sao cả, King Gun quá trâu. King Gun có được cho mình chuẩn bị là ba đồ lớn tốc biến áp chế, kéo đẹp về, nổ hoa năm người đến từ Barrow nhưng sát thương thì đâu đây. Đẹp đã nằm xuống, không có đám đến từ bên phía của KT Roster nữa. Cocky của Kelly, chính xác là Cocky của anh mình bắn thoải mái trong tình huống này. Poppy của Lucid hạ gục thành công được Barrow và đó là 3 điểm hạ gục dành cho bên phía của Diplurskia. Đổi lấy một mạng của Showmaker, họ đang muốn làm gì đây? Họ đang muốn end game. Hoàn toàn có thể dứt điểm được ván thi đấu này khi mà khả năng phòng vệ đến từ bên phía của KT Roster bây giờ đang trở nên cực kỳ ít ỏi. Vẫn đang còn 4 thành viên của phía Diplurskia. Mặc dù đó tình huống nổ hoa trúng cả 5 thành viên nhưng nguồn sát thương lại quá thiếu, mọi thứ đã quá trễ. Sức mạnh đến từ linh hồn đồng nước hồi phục lại cái lượng máu lớn dành cho phía của Diplurskia. Đẩy vai làm choáng các kiểu như thế này, người ở phía dưới bị làm choáng, người ở phía trên cũng bị choáng. Làm sao mà được chơi game, làm sao mà được phòng vệ. Double kill dành cho mình và ván thi đấu này đang nằm trong túi các thành viên của phía Diplurskia. 11-0 đến từ AB nhưng xin phép cộng một piêu gì cho anh Thà King gần với một con Skarner. 10 điểm không có nhưng. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với con Skarner của King gần là một cái sự khác biệt. Ở trong những tình huống giao tranh, sự đột biến sẽ là có. Và khi mà cái ngưỡng chống chịu được hình thành đến từ Skarner với những chỉ số tốt, đến từ chất tướng và trang bị, anh ta trở thành một bức tường không thể nào bị vượt qua dành cho các thành viên của phía KT ở trong cái bảng thi đấu đầu tiên này. Và chiến thắng nghiêng về cho phía của Diplurskia. Tạm thời chúng tôi có lẽ cũng sẽ chia tay với các bạn trong một ít phút để cho bảng thi đấu thứ hai được sẵn sàng.